Không có nguồn nước hợp vệ sinh nên lâu nay hơn 100 hộ dân ở thôn Tam Hiệp, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ của tỉnh Quảng Trị phải dùng nguồn nước giếng ô nhiễm để sinh hoạt hàng ngày. Thiếu nước sạch, đời sống của người dân ở đây đang gặp nhiều khó khăn và canh cánh nỗi lo về bệnh tật. Nguồn nước sinh hoạt tại thôn Tam Hiệp, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ chủ yếu là nước giếng đào. Tuy nhiên do nguồn nước giếng vùng này bị ô nhiễm trầm trọng, nước bị nhiễm phèn, chua nên chỉ dùng để giặt giũ quần áo. Một số hộ dân bỏ nhiều tiền đầu tư hệ thống máy lọc gia đình nhưng cũng không thể cải thiện được nguồn nước ô nhiễm này. Còn ít người dùng giếng khoan thì vài bữa thôi là bị cạn lên ăn chết đi. Còn lại là đa số họ dùng nước giếng đào mà hẳn không bảo đảm vệ sinh. Hầu như là giếng của nhà ấy là cũng bị phèn hết. Nhìn bề mặt đấy còn tí mà để như bỏ vô mà cái bình lọc á là khoảng nửa tháng thôi là không thể chạy được nữa. Điều đáng nói trong nhiều năm qua, chính quyền địa phương và các tổ chức đã hỗ trợ chi ra nhiều nguồn tiền đầu tư xây dựng bể lọc nước tại thôn Tam Hiệp nhằm cung cấp nước sạch cho hơn 100 hộ dân ở đây. Tuy nhiên, công trình lọc nước này hoạt động không phát huy được hiệu quả và nay đã bị bỏ hoang. Mà vừa qua năm 2021 thì huyện và xã có đầu tư 500 triệu. Nhưng mà hiện tại chưa đầu tư 500 triệu nhưng mà đến hôm nay cũng vẫn không cấp nước được về tận người dân dùng. Cho nên để đảm bảo cho cái vấn đề sức khỏe của toàn dân thì cũng đề nghị với các quỹ cấp trên xem xét. Trả lời kiến nghị của người dân tại buổi tiếp xúc cử tri với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị mới đây, các cơ quan chức năng đều khẳng định vấn đề nước sạch cho người dân đang được các đơn vị chức năng xem xét giải quyết. Và trong thời gian vừa rồi cũng được huyện cũng rất là quan tâm để đầu tư xây dựng cũng như tu sửa các cái hệ thống nước sạch trên địa bàn xã Cam Thủy. Tuy nhiên đến nay để đáp ứng được cái nhu cầu thực sự của bà con thì cần trong những cái thời gian tiếp theo tiếp tục làm. Cam Lộ thì có một cái nhà máy là 2.000 mét khối ngày đêm thì không đủ để cấp nước. Và năm 2019 thì ủy ban tỉnh đã phê duyệt cái chủ trương đầu tư nâng cấp cái nhà máy này nó lên là 200.000 mét khối ngày đêm để cung cấp cho cả cái xã trên cái địa bàn. Thì vấn đề nước sạch thì đã đưa vào cái đề án và chúng tôi đang quyết liệt dồn cái nguồn lực để đầu tư trong cái nhiệm kỳ này. Đến cuối nhiệm kỳ này là phải đạt trên 90% người dân là sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Cam Lộ là huyện dẫn đầu trong toàn tỉnh Quảng Trị về phong trào xây dựng nông thôn mới. Việc sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cung cấp nguồn nước sạch để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho người dân là vấn đề cần được chính quyền quan tâm giải quyết sớm để người dân yên tâm phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Tỉnh Phú Yên hiện có 86 công trình cấp nước nông thôn tập trung, trong đó thì có 54 công trình hoạt động bền vững và tương đối bền vững, còn lại 32 công trình hoạt động kém bền vững và không hoạt động. Việc đầu tư nâng cấp công trình cấp nước nông thôn tập trung hiện nay gặp nhiều khó khăn do nguồn kinh phí hạn chế, khiến cho nhiều hộ dân chưa thể tiếp cận được nguồn nước sạch đạt quy chuẩn. Thưa quý vị, chỉ với những cây sen đá nhỏ, bạn trẻ Vũ Thành Đô là sinh viên năm cuối của trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam có thể thu về số lãi lên đến 30 triệu đồng mỗi tháng. Một con số rất ấn tượng với không chỉ các bạn sinh viên mà ngay cả với những người đang đi làm như chúng ta. Đúng không chị Quỳnh Hoa? Vâng, đúng là như vậy. Quả là một con số khá ấn tượng đúng không ạ? Và tôi cũng được biết rằng là bạn sinh viên này còn có rất nhiều cách làm để có thể thu hút mọi người tới mô hình của mình. Điển hình như là có thể dùng những cây sen đá để tạo ra bản đồ Việt Nam hình chữ S, hay là có thể cho phép khách tự tạo ra những cái sản phẩm của riêng mình. Và không để cho quý vị phải đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng ghé thăm khu vườn sen đá thú vị này qua phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Sen đá xanh, sen đá bắp cải, sen đá tứ phương. Trên diện tích 200 m², anh Đô đang tiến hành trồng hàng trăm loại sen đá khác nhau. Không chỉ bán lẻ từng chậu cây, anh Đô cũng đang thiết kế những chậu sen kiểng gồm nhiều loại khác nhau nhằm nâng cao giá trị cho sản phẩm. Đây là những cái sen đá từ cây to cho đến cây nhỏ được chúng tôi phối trộn những cái màu giúp cho những chậu cây nó tươi sáng. Dựa trên ý tưởng trẻ hóa những cái chậu cây, phối trộn những màu sắc để tạo ra những cái chậu cây, những tác phẩm nghệ thuật sặc sỡ. Theo dân gian, sen đá tượng trưng cho tình bạn bền chặt, tình yêu vĩnh cửu. Sen đá cũng mang sự bình an, điềm lành đến cho gia chủ. Đặc biệt, cây sen đá là biểu tượng cho ý chí kiên cường, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống bởi sức sống mãnh liệt của nó. Cũng chính từ những ý nghĩa này mà anh Đô đã dành nhiều tâm huyết để làm ra một tác phẩm sen đá hình bản đồ đất nước Việt Nam. Thì ở đây chính là điểm nhấn, chính là thủ đô Hà Nội. Như mọi người đã thấy thì em đã chọn một chậu cây sen đá màu đỏ. Cây sen đá này có sức sống rất là mãnh liệt và là một chậu cây rất là đẹp.
Ý nghĩa của hai chậu xương rồng này tượng trưng cho quần đảo, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cây xương rồng là một cây rất là mạnh mẽ và rất là gai góc. Chính vì vậy nên là nó luôn chống lại được những cái điều kiện bất lợi, mang một cái ý nghĩa là có thể là chống lại kẻ thù hay thù địch mà muốn xâm chiếm tới những cái quần đảo của đất nước. Điểm đặc biệt ở mô hình của anh Đô là khách hàng có thể tự do lựa chọn các loại sen, vật dụng trang trí và chậu hoa để tự thiết kế ra một sản phẩm cho riêng mình. Điều này đã tạo ra ấn tượng riêng, thu hút nhiều người hơn đến mô hình, đặc biệt là các bạn trẻ. Rất là thú vị ạ, và em có thể thỏa thích sáng tạo. Mất khoảng tầm 30 phút ạ. Mình rất ưng ý về chậu cây mình tự mix đấy. Dù mới chỉ là sinh viên, thế nhưng với mô hình trồng sen đá của mình, anh Đô có thể thu về lợi nhuận 30 triệu đồng mỗi tháng. Không chỉ phát triển kinh tế, giờ đây anh Đô cũng đang cố gắng lan tỏa tình yêu nông nghiệp đến với các bạn trẻ qua các hoạt động cộng đồng. Đây là một chương trình rất là ý nghĩa. Nó thu gom những cái sắt vụn, rồi là giấy cũ, rồi là những đồ có thể tái chế, đổi lại cho mọi người những cái cây sen đá đẹp như vậy. Với ý nghĩa là tuyên truyền về cái lối sống xanh sẽ giúp cho cuộc sống xung quanh mình xanh hơn và bảo vệ môi trường hơn ạ.